bãi tắm Cồn Long Khánh, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, ngày 1 tháng 5 vừa qua, một bé trai đuối nước tử vong thương tâm. Thế nhưng, người dân khá dửng dưng, cả trẻ con, người lớn vô tư tắm mà không hề có áo phao. Mình dẫn con cháu mình đi không biết lỗi là mình phải mướn áo phao cho nó mặc. Còn này người nhà không mướn áo phao mặc thì cái đó phải chịu. Những ngày gần đây, tình trạng đuối nước liên tục xảy ra ở một số địa phương trong cả nước, khiến hàng chục trẻ tử vong. Tại đồng bằng sông Cửu Long đang trong thời điểm nắng nóng, vì thế tình trạng trẻ em rủ nhau tắm sông, tắm cồn gia tăng. Có hai anh em đó, thằng anh biết lậu mà thằng này cũng biết lậu chập chủng rồi. Nó đi kè kè theo vậy đó. Thằng nó ra đây thường xuyên là nó cũng biết cái địa bàn nào sâu, nào cạn. Nhà nó gần đây nè. Mỗi năm, đồng bằng sông Cửu Long có hàng chục vụ đuối nước khiến nhiều trẻ tử vong. Riêng tại Đồng Tháp, từ đầu năm đến nay đã có 8 trẻ tử vong vì tai nạn sông nước. Đối với những trẻ bước bơi mà chúng ta cũng cần trang bị các kiến thức kỹ năng và chúng tôi tập trung ở các cái trường phổ thông á, vì hàng năm chúng tôi tổ chức rất là nhiều lớp, thậm chí luôn là tổ chức các cái cuộc thi về cái kỹ năng an toàn trong cái môi trường nước. Bên cạnh đó, các bậc phụ huynh cần quản lý, giám sát chặt, không cho con em tụ tập tắm sông, tắm cồn mà không có người lớn trông coi, bởi các em chưa được trang bị đầy đủ kỹ năng nên rất dễ đuối nước tập thể khi ứng cứu bạn bị nạn.